Ông không có nói em sành bị gì. Bây giờ phải trì tâm mới được. Trì tâm là niệm sành. Trì tâm là niệm sành. Sao mà lại trễ quá, mà bỏ hết trơn được nửa đề tài của ta rồi. Trì tâm thì quá hết rồi. Tức là chúng ta không có trì tâm. Nói ông Diên Nam Hoàng là chính xác đấy. Không có đi đứng nằm ngồi, không có tưởng niệm, chớ quên không đợi gì theo khác. Chúng ta chưa làm được cái đó. Cho nên trì tâm chưa có. Thưa quý vị, có một vị đại sư thời kỳ này. Ông ngày xưa ông tu tại chùa Vạn Linh đấy. Đó là Thích Trí Tịnh. Một ông sư ngày xưa ở cái chùa bằng lá. Người ta gọi chùa đó là chùa lá. Sau này, ông 45 vì xô xát giữa nhiều đảng phái và phong trào mà Việt Minh nổi dậy, cho nên ông phải bỏ núi cấm. Ông ra ngoài Sài Gòn, ông chỉ ra ông tu ngoài á. Sau này ông trở thành một vị viện chủ trong tôn tịnh độ. Ông trở thành viện trưởng của viện Quá Đạo, viện trưởng của viện Đại học Văn Hạnh. Ông chuyên tu trên 60 năm, chuyên tu niệm Phật. Và cái bài phát biểu của thiền sư Thích, của tịnh độ sư Thích Trí Hạnh, nó nói rằng trên 60 năm niệm Phật không rời, tức là chuyên có một niệm Nam Mô là Phật thôi, không tu gì khác. Vậy mà đệ tử đó, khi ông sắp sửa lâm chung đó, ông bệnh đó, ông sắp sửa lâm chung, ông đang niệm Phật đó, thì đệ tử lại hỏi thầy ơi, đó giờ thầy niệm nhất tâm được chưa thầy? Ông khoát tay, ông nói chưa được. Xin lặp lại quý vị biết, một nhà sư chỉ có cái là việc chỉ có lo tu thôi. Tất cả các đệ tử ủng hộ hết. Tất cả chỉ lo niệm Phật thôi. Trên 60 năm chuyên niệm, không rời sâu chuỗi. Trên 60 năm chuyên niệm, hỏi nhất tâm chưa? Ông trả lời chưa? Quý vị thấy đâu phải chuyện nhất tâm mà nó dễ dàng. Quý vị bây giờ mới tu được nhiêu năm rồi? Và quý vị niệm Phật được bao nhiêu rồi? Đi đứng nằm ngồi, chưa đâu. Một đại sư chỉ từ sáng tới chiều chỉ chuyên niệm Phật, đóng cửa niệm Phật, đóng kiết thất liên tục, đóng cửa không nói chuyện, đi ra ngoài, chỉ chuyên niệm Phật không. Vậy mà trên 60 năm vẫn không nhất tâm được. Quý vị biết sao quý vị? Ông thầy mình cũng nói rồi. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Chúng ta đang ở trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, tâm tưởng nghiệp chướng ta rất là nặng, cho nên không có dễ gì mà đạt được cái cảnh giới nhất tâm được đâu. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, bây giờ tôi hỏi, mà tôi hỏi tôi luôn đó, tôi mấy chục năm nay mà quý vị nhất tâm được chưa? Có người nào nhất tâm chưa? Tức là đi đâu không có rời câu niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không có rời được một chữ nào, không có xen gì hết, được chưa quý vị? Chắc chắn là chưa đâu. Nhưng mà có cái điều này thầy Trí Tịnh nói mà mình có gợi ra, mở ra một cái vấn đề mà mình cảm thấy nó hăng hái niệm Phật. Thầy Trí Tịnh nói thế này, nó thầy chưa nhất tâm, nhưng thầy nói cho các con biết, thầy đã đạt được trì tâm rồi. Đạt được trì tâm có nghĩa là đương thầy đang nói chuyện với các con là thầy không có niệm Phật, nhưng cái niệm Phật ngưng lại, cái nói chuyện ngưng lại thì niệm Phật biết tiếp tục liền, không có rời, thì ngài được trì tâm chứ chưa nhất tâm. Thì ở đây chúng ta cầu cho được trì tâm thôi. Nhất tâm thì chưa, mà trì tâm đã là niệm sành đấy. Thầy nói nãy đó, thầy nói xưa nay sáu chữ lạnh tanh. Lạnh tanh là không ai ngó tới trơn á. Ít ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít rồi. Cái số người mà trì tâm niệm Phật á thì quá ít. Vậy thì trì tâm là sao quý vị? Trì, chứ trì theo chữ Nho đó là nắm giữ cho chặt, nắm giữ cho chặt, không cho xúc ra, thì gọi là trì. Trì là nắm giữ. Trì tâm tức là tâm chúng ta nắm giữ sáu chữ A Di Đà cho chặt không rời. Nhất tâm thì chưa, nhưng mà chúng ta phải đạt được trì tâm thì chúng ta niệm sành đấy. Tức là đi đứng nằm ngồi không bao giờ quên, theo kiểu như ông Nam Hoàng nói nãy, tưởng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, đó là trì tâm là nhất. Đó là chúng ta đã đạt được niệm sành. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi đang nói chuyện như thế này, quý vị cũng đang ngồi nghe, nhưng mà có khi quý vị nghe nhưng mà tiếng niệm Phật ở trong lòng phải có, đó là trì tâm đó. Nhất tâm thì chưa, nhưng mà phải có trì tâm. Đi đâu làm cái gì, làm cỏ
làm cỏ nhưng Nam Mô Di Đà Phật, từ nhát chát Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ đang lặt rau, từ cộng rau niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bởi tôi mới nói với ông đạo bà quét chùa đó, tôi hỏi ông chịu giờ ông quét chùa không có làm nữa không ông đầu tư? Ông nói đâu có làm gì đâu, quét chùa không à. Tôi nói phải làm gì nữa coi, nó không có làm gì chơi quét chùa không ơi. Tôi nói vừa quét vừa niệm Phật coi. Nó nói ừ, cái đó thì có lý, mà có không, khi có khi không. Ông nói khi có khi không, tức là mười lần có, mười lần không thì đó có một lần có cũng không xong rồi. Vậy thì cứ mỗi một cái chổi Nam Mô Di Đà Phật, một cái chổi Nam Mô Di Đà Phật, nếu ai vậy gọi là trì tâm đấy. Bây giờ ở đây quý vị tu niệm Phật nhiều, ai đạt đến cảnh giới đó là trì tâm, mà trì tâm là niệm, niệm gì? Niệm sanh đấy, niệm sanh. Vậy thì khi mà chúng ta đã niệm sanh thì chúng ta đã bước vào con đường nhất tâm kế bên. Và giàu chưa nhất tâm nhưng chúng ta con đường giảng sanh chắc chắn 100%. Đâu quý vị đồ cái này coi, trong hàng ngày chúng ta làm việc đó, thầy biểu mình Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Thầy biểu vậy đó, mà đó giờ mình làm muốn chết làm có được, làm chưa có rồi. Thì bây giờ ráng mà làm cho rồi thì xong chuyện à. Là tới đó là tới rồi đó, tới đó là nhất định sạch trong liền. Đó là niệm cho sanh. Vậy thì sanh là gì? Sanh là sanh sỏi, sanh là nó chuyên nhất là nó trong đó. Nó rất là hãy làm gì ra thì cái tiếng niệm Phật nó cứ đi ra liền. Cũng giống như người ta đờn, ta sanh tài tử á, hãy nói tới bản phụng hoàng là người ta bắt người ta đờn liền. Mà hãy nói tới kim tiền bản là ta đờn liền, tức là người ta sanh nè. Thì đây cũng vậy, hãy là mình làm cái gì Nam Mô Di Đà Phật, làm cái gì cũng Nam Mô Di Đà Phật, thì cái đó là mình sanh, niệm Phật sanh, tức là niệm Phật chuyên rồi, trì tâm thì đó là niệm Phật sanh. Còn niệm Phật sanh nó mang một tính chất khác. Bây giờ nếu giả như niệm sanh mà có khi không rành là nguy hiểm. Không rành là sao? Là bây giờ chúng ta cố gắng niệm cho sanh, nhưng mà thực sự thì không bao giờ có cái vụ sanh mà không rành. Khi mà ta niệm sanh thì người ta đã niệm rành nó mới đạt đến cảnh giới sanh. Còn cái cảnh giới mà sanh mà không rành là gần như không có. Là bởi vì sao? Niệm rành là người ta niệm mà ta có những trợ niệm rất là hữu quả. Người ta niệm mà đem Phật được vào lòng, thì cái niệm của người ta mỗi một niệm đó đó là rõ ràng minh bạch. Hễ niệm Phật là có Phật ở trong lòng. Quý vị thấy có khi nào chúng ta niệm Phật mà không có Phật trong lòng không? Có không? Quý vị kiểm tra mình thôi nha. Mình kiểm tra kỹ rồi, có khi nào mình niệm Phật mà không có đem Phật trong lòng được không? Ừ, vậy mà có những lúc niệm Phật mà không có Phật trong tâm. Quý vị kiểm tra kỹ rồi coi, nó có những lúc mình niệm mà trong Phật không có, trong bụng mình. Thành ra cho nên cái đó là không niệm không rành đấy. Thì kiểm tra mà tự mình biết thôi, không có biết cho ai được đâu, tự mình biết mình. Có những cái tiếng niệm mình vẫn niệm đó, nhưng mà lại là không đem được sự an lạc. Sự an lạc thanh tịnh nó chưa có. Thì như vậy là niệm Phật không rành. Vậy thì bây giờ tôi xin trình bày rõ lại. Niệm Phật cho rành, tức là niệm Phật đem Phật được vào lòng. Mỗi một niệm Phật là mỗi một niệm đẩy lùi được phàm tánh. Chúng ta sống được niệm Phật, sống được cái Phật tánh của mình, cái giác ngộ tánh của mình trong một niệm đó, thì đó là niệm cho rành. Niệm rành nó cần những trợ hạnh rất quan trọng. Bởi vì niệm Phật đầu tiên là phải giữ giới, niệm Phật mới rành được. Có những người niệm Phật mà không có giữ giới. Bây giờ chúng tôi ví dụ nha, có cái chị nào chị niệm Phật giỏi lắm, gần tràng hạt niệm giỏi lắm, nhưng mà quýnh số đuôi. Chiều chiều nghe đài phát thanh cái sổ đi dò số, đương niệm Phật mà nghe dò số rành không? Niệm được không? Niệm không có được. Mà trúng số một cái mừng gần muốn chết, lại là tao trúng số mày ơi, rồi kể như chết quá. Cái cõi tịnh độ chết mất tiêu, bây giờ chỉ còn ba cái tiền số không. Vậy thì niệm Phật mà không giữ giới không bao giờ rành được. Cho nên thầy bảo rằng chữ Nam Mô phải trì giới giữ chay, chay được tánh cho ta mới quý. Vậy thì niệm Phật phải giữ giới nó mới gọi là rành. Rồi bây giờ niệm Phật phải ăn chay, niệm Phật nó mới rành. Bây giờ niệm Phật mình Nam Mô Di Đà Phật, mình cầu về làm Phật,
mà bây giờ bắt con gà lên đạp cánh nhổ cổ, mà cái dao liếc liếc vậy đừng cắt cổ nó, đừng áo, đừng đem xào nấu. Nó kêu quan quát, nó kêu trời ơi chiếc tôi, nó ác ôn quá, nó cắt cổ tôi đau quá trời ơi, nó vậy hết trơn mà mình vẫn cắt ngon lành nên mình xào mình ăn ngon. Như vậy niệm Phật được không? Thành Phật không? Dạ rành không? Không có rành. Do đó phải ăn chay niệm Phật mới rành. Mà Đức Thầy dạy chữ Nam Mô trì giới và giữ chay. Mà giữ chay ở đây không phải là ăn tàu hủ không đâu. Chay được tánh, chay tâm mới quý. Tức là ăn chay mà phải tâm chay nữa kìa. Thì mới đạt được cái đức tánh chay của Đức Thầy dạy. Như vậy thì niệm Phật mới rành được. Chưa hết. Đức Thầy biểu khi niệm Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật. Phải rất thiết làm theo đặng ngày sau chứng quả như ngài. Niệm Phật phải biết từ bi hỷ xả, phải thực hiện bốn đại đức của Phật. Chưa hết. Niệm Phật cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Niệm Phật phải diệt lòng ác, những việc tà ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm không làm. Lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ không có. Tham lam, sân nộ, mê si, tuyệt nhiên trong lòng không có. Niệm Phật mà giữ được người điều ác đó thì sự niệm Phật đó mới đạt đến cảnh giới của tâm niệm, mới đem Phật được vào lòng. Như vậy mới là rành. Niệm Phật cho rành. Còn niệm Phật còn một điểm nữa mà chúng ta không có thì chúng ta cũng không rành. Đó là niệm Phật phải giữ tứ ân. Ơn nhà, nợ nước, sự phân trọn nghì. Bây giờ quý vị thấy một người niệm Phật, thấy thiệt là ông đi đâu ông niệm Phật, ông nằm tràn hạt, ông kiết thất, ông niệm ngon vô cùng. Nhưng mà mẹ ông lại nói chuyện câu ông đạt ngang. Mẹ ông đau không ngó tới, ông bỏ bê, không hiếu, không thảo gì trơn. Quý vị thấy niệm Phật được không? Vậy được không? Cái đó niệm quỷ với niệm Phật gì? Trời ơi, niệm Phật mà cha mẹ mình không lo, không hiếu thảo không có. Thì có đó niệm Phật cái nỗi gì mà rảnh. Cho nên niệm Phật ân nghĩa phải rộn vẹn, tứ ân phải tròn vẹn. Cho nên thầy bảo rằng lục tự di đà mà phải giữ tứ ân. Đây là những điều dạy dỗ rất cần thiết, rõ ràng, minh bạch mà Đức Thầy dạy chúng ta. Niệm Phật cho rành mới thấy được thành tiên, mới thấy được tiên Phật, mới về được cõi cực lạc, mới giữ được hồi long hoa. Cho nên niệm Phật cho rành không phải dễ dàng. Chúng ta niệm Phật rất niệm rồi, nhưng vì thiếu cái rành. Và thiếu cái gì nữa? Thiếu cái sành. Hai cái rành và cái sành này không có, cho nên tới bây giờ Phật chưa có ở trong lòng. Tới bây giờ đối phó với bệnh tật cũng chưa xong. Tới bây giờ tấm lòng cũng chưa sạch và chưa trong. Thỉnh thoảng nó vẫn đục lên hoài. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ dạ trong đừng đục mới màu. Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn. Thưa quý vị, thầy biểu mình giữ dạ trong đừng có đục. Mà thỉnh thoảng lâu lâu cái nó nổi lên, tam bành lục tặc nổi lên, nó đục nằm ở trên cái đói. Cái cố công giữ giới tu siết cho nó lắng xuống, vừa ở trong trong cái làm cái đục ngầu ở trên. Lâu lâu vừa mới trong làm cái đục ngầu ở trên. Biết chừng nào mà trong đây? Chừng nào mới trong? Đục tai nạn tới lấy gì đỡ? Covid-19 nó tới làm sao mình tránh nó đây? Rồi bệnh tật tai ương làm sao tính đây? Cho nên vấn đề của chúng ta liền bây giờ, không có hẹn ngày giờ nào hết, liền bây giờ chúng ta phải trở về bản giác, phải nương vào thiền tịnh độ, tịnh độ giác thiền trị tất cả dục tâm. Phải nương vào thiền tịnh độ dẹp tất cả mọi tham sân si mạng nghi ác kiến. Chúng ta phải sạch cõi lòng chúng ta, nó vừa khởi một niệm nào không phải là sạch trong, loại trừ nó ra. Phải chuyên tâm niệm Phật cho sanh và phải cố gắng niệm cho rành. Niệm Phật cho rành, rành thì chúng ta đẩy lùi được tất cả những phàm tính của chúng ta ra, chúng ta đem được Phật vào lòng thì chúng ta thành công trên con đường niệm Phật. Dễ hay khó quý vị? Thưa chư đồng đạo, nếu tu mà dễ quá đó thì ta đắc đạo hết trơn, còn đâu chúng sanh ngồi lớp lớp vậy. Thực ra thì không dễ mà cũng không khó đâu. Nếu chúng ta quyết làm tu giới tỉnh, biết làm sao chẳng khó. Thầy nói với chúng ta là không có. Mà bây giờ mình nói với nhau á, khó lắm, dễ gì. Mình nói vào thì khó quá. Mà thầy nói với mình, dạy mình là nói dễ không khó. Vậy sao là dễ, sao là khó? Đây, thầy nói tu giới tỉnh. Tu là phải tỉnh.
Mà làm sao mới không khó? Biết làm. Biết làm mới không khó. Vậy thì thế nào là biết làm? Có những cái làm mà không biết, cho nên không biết làm. Mà hay không biết làm sai. Không biết làm cặt. Không biết làm là không làm, không đến nơi đến chốn. Do đó nó khó vô cùng và kết quả là không có gì hết. Còn biết làm dễ ợt. Thì nó biết làm chẳng có. Tu với tỉnh biết làm chẳng có. Vậy thì biết làm đó làm sao? Bây giờ tôi ví dụ này nha. Ví dụ bây giờ quý vị không biết trồng dưa leo. Không biết trồng dưa leo. Không biết. Mà ông nói biết làm nè, bây giờ không biết. Không biết lên bắt tóc, mướn đất, lên liếp trồng dưa leo. Có dưa leo ăn không? Không biết làm dưa leo làm bằng bậy không, mà nó lên nó ngủ đỏ cứ trơn, không có trái dưa leo nào. Biết, không biết làm. Chứ mà nó đi làm 2-3 mùa với lỗ gần chết. Gặp người nào ông than, mình làm dưa leo khó quá ông ơi, làm không được. Làm gì mà trật ruột hoài, làm cuối cùng không có trái dưa leo ăn. Khó quá khó. Đúng không? Tại sao vậy? Là không biết làm. Bây giờ nghe nói ông Sáu Thành này, ông làm dưa leo hay quá. Ông làm năm nào xong ra một công biết mấy tấn rồi. Tôi lại tôi kiếm Sáu Thành tôi hỏi thầm. Học. Đúng không? Học ông chỉ. Thì học, học là gì? Học là bắt chước. Bắt chước làm theo. Vậy học Phật là gì? Mình học giáo lý học Phật là sao? Là bắt chước ông Phật. Ông là biểu làm vậy bắt chước làm theo. Đúng không? Vậy thì bây giờ nghe ông Sáu Thành ông làm dưa leo giỏi. Mình không biết làm thì mình lại mình học không? Ông mới dạy là phải chọn giống sao, phải làm đất thế nào, phải bầu sao, phải đặt sao đó, phải tưới bón chăm sao đó, rồi nó ra ngã ngọn có xịt cái gì để bảo vệ vân vân, tất cả các cái đó ông dạy cái mình ghi, cái bắt đầu mình biết làm rồi. Nhưng mà thưa quý vị, biết cái chưa biết rành, biết cái về làm cũng có trái mà đều không trúng. Ông cầm làm 6 tấn mình làm được chưa được nửa tấn nữa, tức mình quá, làm vụ nữa. Làm dụng nữa khá khá vậy thôi chứ cũng không bằng. Tức mình lại học cái nữa. 2-3 lần đi học. Về làm mỗi một lần học làm hoài. Thất bại làm nữa, thất bại làm nữa. Thất bại làm mẹ thành công. Kinh nghiệm làm nữa. Làm hoài, làm hoài, làm hoài. Kiên định. Đến một lúc ông làm 6 tấn, mình làm được 6 tấn. Lúc đó biết làm chưa? Biết làm. Tất cả những cái dạy của ông mình học thuộc rồi. Làm có hiệu quả, kinh nghiệm rồi. Trong quá trình thất bại của mình, mình kinh nghiệm hơn, mình phấn đấu lên. Và cuối cùng cái thất bại là mẹ của thành công, chúng ta thành công. Đó là câu chuyện tôi nói làm dưa. Bây giờ trở lại việc tu của chúng ta đây. Bây giờ không biết tu, khó vô cùng. Mà bây giờ ông thầy mình ông dạy rất là rành rồi. Phải học trong giáo lý. Học trong đạo lý mà thầy dạy mình là đi học. Thấy không? Học rồi về làm. Học là phải làm. Mà làm có khi trật cái vột. Làm được làm không. Nhưng mà nhớ là thất bại là mẹ thành công. Thất bại là mẹ thành công. Thành ra hãy thất bại rồi suy nghĩ tại sao thất bại ta. Rút kinh nghiệm, rút tỉa kinh nghiệm. Khi sao không cho thất bại nữa. Làm biết tới lúc mà làm được. Thì lúc đó còn khó hết. Lúc làm được còn khó không? Biết làm rồi đó. Hết khó. Vậy thì tu y ra như vậy đấy. Hãy tu đi. Hãy tu đi rồi tới lúc nào mà tu thành công rồi là hết khó. Vậy là tu với tỉnh, biết làm, chẳng khó. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Hãy qua quá trình học, rồi quá trình tập làm, rồi cố gắng kiên định vượt lên. Thất bại là mẹ thành công, cố gắng đến biết làm thì hết khó. Chứ không phải đương không mà làm được đâu. Nếu đương không làm được thì tu dễ ủi vậy, người ta thành Phật hết trơn rồi, phải không? Vậy tu với tỉnh, biết làm chẳng có. Thì hôm nay, việc niệm Phật cũng vậy. Niệm cho sành và niệm cho rành. Hai vấn đề không dễ dàng. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng, phải học. Và cố gắng làm gì nữa? Phải tập làm. Phải tập làm. Cũng như bây giờ nè, tôi thấy ngồi đây nè, có nhiều người ngồi á, 40 phút, im phăng phắc, lưng thẳng rang. Tức là không có một nhúc nhích. Đó là những người ta ngồi quen rồi. Nhưng có nhiều người mới chừng 20 phút thôi là ẹo tới ẹo lui rồi nó muốn chết cho mình. Mà ở đây có một cái ông cái mặt tệ hẳn chót là ông Hải này, không có được khúc nào hết trơn, vô cái là lu bu, ngó qua ngó lại không có một chút nào thanh tịnh, là bị ông này ông không biết gì hết á. Còn bây giờ chế đi, còn mình là cái người biết là phải tập lần lần lên. Là ngồi mới đầu á thì nó mới đầu 20 phút nó tê, nhưng mà cố gắng tập
tập biết là 30 phút mới tê, tập nữa, tập tới 40 phút, ai sao mình dậy, thì lúc đó nó hết tê, phải tập thôi, đúng không, đâu có phải đường không mà nữa. Có nhiều người mới có 15-20 phút là nó tê, ngồi hết được rồi, phải xả ra thôi, thì mình tập riết vậy. Nhưng có cái này nè, mà cái này là kinh nghiệm mà tôi nói rồi, quý vị tùy theo quý vị, chứ tôi không bắt cái làm theo công thức của tôi nha. Quý vị muốn biết hết tê á, là thí dụ quý vị mà ngồi, quý vị canh đồng hồ, nó tới 21 cái mắt tay rồi, thì lúc đó là lý ưng mình tay mình chịu không nổi mình xả liền. Nhưng đừng, mình trị nó, cái thằng này á, trị nó mới được, chứ nêu lơ để là lơ lỏng là nó mới nghe lời. Cái thằng thân của mình nó tệ lắm, phải trị. Mày tê phải không, cho mày ráng thêm 5 phút nữa, ráng 5 phút mà tới chừng nào mà dám chịu hết nổi rồi đó, ráng 5 phút được rồi, thì được 30 phút thì mới xả ra. Là vài lần như vậy là nó quản ké, nó sợ rồi, tới 30 phút nó mới tê. Tức là quý vị làm vậy rồi tới 30 phút mới tê. Rồi tới 30 phút ha, tê hả? Rồi ráng rồi, cắn răng chịu 5 phút nữa coi. Cắn răng cái nữa cho nó đau đau đi kệ, ráng 5 phút nữa, 40 phút. Thì với 40 phút mới tê, mà tập riết thời gian là 1 tiếng đồng hồ không tê. Cái đó là tập thôi, rồi thời gian là nó được à, chứ không ai đương không mà ai mà vô mà ngồi nó mà ngon lành đâu. Bây giờ nếu quý vị mà vô ngồi thi đua với ông Sáu Thạnh, quý vị đâu ngồi lại ổng. Ông kêu ngon ông ngồi, tiếng ngồi không tê. Hoặc là ông bẩn nghe ông ngồi cả tiếng ngồi không tê. Quý vị làm sao ngồi lại với ổng. Còn thằng Hải nó núp cho lưng cho quấy, nó nhào tới nhào lui hoài, nó không chịu ngồi gì đó. Nó không chịu ráng gì đó cái trời. Thì thôi bây giờ cái đề tài á, là để bổ túc cái hồi sáng mà tôi nói là chúng ta phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi bệnh khổ đó. Mà muốn sạch trong cõi lòng thì chúng ta phải đem Phật vào lòng, mà đem Phật vào lòng chúng ta phải niệm Phật, mà niệm Phật muốn có hiệu quả thì chúng ta phải niệm Phật cho rành và niệm Phật cho sanh. Bây giờ vấn đề đó được trình bày từ nãy giờ rất là cụ thể rồi, ai còn thắc mắc gì nêu lên. Thắc mắc cái vụ niệm Phật cho rành, niệm Phật cho sanh này nè, quý vị có phản bác hay lý luận ngược lại hay là có một ý nghĩ nào khác nêu lên để chúng ta bàn bạc cho nó dở lẽ buổi chiều này đi. Có ý kiến gì xin dơ lên, ai thắc mắc gì không? Ông Mười Kiền có thắc mắc gì không? Gì nó mặc cho rành, gì nó mặc cho sành, vậy đó quý vị thống nhất hết đâu. Ông ơi. Hả? Dạ, nói tới cái đó là mình chưa có tới đâu. Niệm bạc cho rành cho sành là chưa xong rồi, đừng rót niệm tự niệm là cái chuyện đó là của những cái người, người ta đã đạt đến chân không trí giác rồi. Cái đó là chứng vào cái quả là bồ đề, tâm họ đi vào tâm muội rồi. Ở đây chưa có ai dối lên cái đó đâu. Niệm Phật cho rành cũng chưa rành, cho sành cũng chưa xong, thì đừng nói chi tới bất niệm. Có niệm đây nè mà niệm chưa rồi, có đâu là vô niệm. Bởi vì trong kinh tịnh niệm tâm, tịnh độ tâm muội á, nói thế này. Vô niệm, niệm tánh. Hữu niệm, niệm thành ta. Hữu vô đều chẳng dụng, bản giác sự tâm ta. Đó là bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Vậy thì bây giờ nếu người nào có niệm là ta, mình có niệm Phật là ta. Chừng nào không có niệm Phật mới là chánh. Bây giờ cái ông đạo mình bây giờ đi quảng cáo vô đó, vô niệm niệm mới chánh, hữu niệm niệm thành ta, cho nên họ không có niệm Phật. Nó nói Phật sẵn đây niệm chi nữa, không có niệm gì đó. Người ta tu cái đó là người ta tu pháp đốn, ta tu trên thô loi trên mây xanh á. Còn mình ở đây mình đang đi như thế gian, mình tu theo pháp thầy dạy mình, là tu từng bước ở trong cái đạo tương đối đây nè. Chứ đừng có nghe nói cái vụ của trên kia làm không được đâu. Cho nên hữu vô đều chẳng dụng, tức là chỗ tam muội là không có thấy có tướng, tướng niệm, có tướng niệm là cái đó là tà rồi. Tức là niệm mà không có niệm, gọi là vô niệm. Cái đó là cảnh giới cao lắm, mình ở đây chưa có đạt được đâu. Xin trả lời với ông anh Ba Vệ á, hồi nãy ông hỏi gì? Xin trả lời vấn đề cái cảnh bất niệm tự niệm của anh á, là thật ra ở đây đồng đạo mình chưa ai làm được. Bởi vì có niệm ở đây mà kiểm tra còn chưa rành chưa sành. Còn bất niệm tự niệm là không có niệm mà trong lòng nó có niệm ra, đó là cảnh vô niệm. Cái chỗ đó là cảnh giới cao lắm của tam muội, chúng ta chưa cảnh giới đó. Cái đó là có chứ không phải không. Nhưng trình độ của mình ở đây chưa ai tới, thành ra chúng tôi xin không được trình bày, là chính tôi cũng chưa tới.
thành ra không nói ra, thành ra nói dốc, không ra không nói ra. Cái bất niệm vô niệm là nó cao lắm, không có không không có tới nổi đâu. Đâu hỏi thăm ông Sáu Lạnh coi, ông tu dẫu lắm rồi, có bất niệm vô niệm chưa? Câu hỏi thứ hai gì nè, là cái con niệm thường thường là một ca nửa tiếng, nhưng mà đến 10 phút cuối nó mới được tịnh thôi, còn 20 phút đầu thì nó lộn xộn nữa. Để diệt trừ cái lộn xộn đó con phải làm sao? Nó dẫn con đi tùm lum hết chứ. Niệm niệm tiếp tục nữa. Bây giờ đó thầy nói là nó tới cái 10 phút cuối nó mới thanh tịnh phải không? Vậy thì nó làm sao được thanh tịnh thì cứ đó làm tới. Chứ đâu biết làm sao. Bởi vì mỗi tâm của hành giả nó có một cái vọng niệm riêng. Thành ra mình điều phục làm thế nào mà mình có được cái cảnh giới là yên tịnh rồi thì mình biết nó yên tịnh thì từ đó làm tới à. Còn cái vọng niệm là chớ thật ra ở đây mấy ông đạo nói là tôi niệm Phật được thanh tịnh liền đâu. Có ai được gì không? Giơ tay lên coi. Có ai vô niệm Phật được định liền không? Vô á là nó chạy đông chạy tây một hồi lâu á nó mới trở lại thanh tịnh được. Mình tập biết nó quen đi. À đương niệm ở đây nè, tại đạo tràng của ông Tám Bẩn đây nè, mà nó vẫn đi hội đâu ra tới ngoài Sài Gòn mấy rồi không hay. Vậy đó. Rồi, còn khoảng ít phút rồi đó, coi ai có gì hỏi. Thật ra, buổi chiều nay là tôi kể như là tôi liều. Chứ thật ra hồi nãy tôi về tôi nói chuyện không được, sao mà tôi vô uống liều thuốc xong nó đỡ. Mình nói được khúc. Chứ tính là chiều nay họ lên cái này khát khát, chứ không nói gì được. Tự nhiên tiêu của trang tiếng tâm kỳ cục chứ. Lúc nãy Đại Hiếu về, Đại Hiếu cũng có nhắn lại nói với con là hỏi chú Hai chiều mà có được hỏi thì hỏi chú Hai lại câu... Diễm Hồng Liên thơ thớ quần ca đó mà chú Hai diễn giải dùm cái hoa sen màu đỏ chú Hai. Hồi nãy giảng cho nó nghe rồi. Cái đó là rất là cao siêu khó hiểu. Diễm Hồng Liên á, chữ Diễm ở đây á là cái nó ba chữ Diêm hợp lại, nó là cái quả lửa cháy rực rỡ của cái núi lửa đó gọi là Diễm. Quả Diễm Sơn đấy, chữ Diễm đó đó, chứ không phải Diễm là đẹp đâu. Mà bông sen đỏ nở trong cái biển lửa đó là nói cái gì? Mình trở lại cái kinh của ngài Thích Quyền Giác á, thầy ngài có nói hoa sen trong biển lửa đó, mà đó là đề tựa một tác phẩm mà thầy Nhất Hạnh viết cái cuốn sách. Tức là đức thầy ra đời trong một hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của những tất cả những cái ngang ngửa trong cuộc đời, cái thế lực chính trị muốn đàn áp cho tiêu diệt tôn giáo, tiêu diệt ngài. Nhưng mà ngài là hoa sen vẫn phải lớn, phải nở trong biển lửa, phải rực rỡ, phải thơ thớ quần ca. Mặc dù ngài xuống đây là tạo duyên giả và thân của ngài là phàm gian thân giả, nhưng cái thân giả đó ngài dùng trí lực của vị Phật biến thành một đó hồng liên, tức là hoa sen hồng rực rỡ tươi tắn trong một biển lửa.